Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em lại lên rất nhiều các cái mặt hàng lan rừng gửi tới các bác này. Đây là một giò trâu trắng nha các bác nhá. Hai cây rất là to đây, cây này cây mẹ con nhá. Đấy, những cái cây này thì đa số là đang nụ hết rồi các bác nhá. Đang sưng nụ hết rồi. Đang sưng nụ đây, cái cây này là hai cây này là em thấy là đang có hai cái nụ, ba cái nụ này. Còn những cây này đấy, cây này đang sưng nụ này, mấy cái nữa này. Đấy. Lá mít nha các bác nhá. Đây là trâu trắng nhá, mã số 1 nhá. Đang nụ nhá, cái này về chơi hoa Tết nha các bác nhá. Mã số 1 có giá 800.000. Đấy. 800.000 cho mã số 1 trâu trắng nha các bác nhá. Châu trắng mã số 2 này các bác này. À quên. Châu đỏ nha các bác nhá. Cái châu đỏ mã số 2 nha các bác nhá. Có giá là 650.000 lá mít. Cũng đang sưng nụ nha các bác nhá. Cũng đang có hiện tượng sưng nụ rồi. Mã số 2 nhá các bác nhá. 700.000. Mã số 3 châu trắng tiếp này các bác này. Mã số 3 châu trắng này. Đấy, cũng đang nụ này, nụ nó thò, cái này thì nụ nó thò ra rồi nhá các bác nhá. Em nhìn thấy hai cái nụ thò ra rồi. Hai cái nụ mới nhìn thấy hai cái nhá các bác nhá, vì lá nó rụt nhìn hơi khó một chút. Đấy. Mã số 3 nhá các bác nhá. Châu trắng nhá. Có giá là 750.000 nhé các bác nhé. Châu lá mít xếp rụt này các bác này. Nhìn cây toàn cây đẳng cấp. 750.000 cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này. Một cây châu trắng và một cây châu đỏ nhé. Mã số 4 nhé. Đấy, cũng đang nụ ở đây các bác này. Em thấy cũng đang sưng nụ rồi. Mã số 4 nha các bác nhé, có giá là 600.000, một trắng một đỏ nhé. Đấy, có giá 600.000. Mã số 5 này các bác này, một tác phẩm này, hạc vĩ này, đẹp long lanh nha các bác nhé. Mã số 5 nhé, có giá là 600.000 nhé các bác nhé, một giỏ hạc vĩ to bự như này nhé. Có giá 600.000. Đấy, một giỏ hạc vĩ siêu to luôn. Mã số 6 này các bác này. Một trụ tam bảo sắc này. Các bác nhìn chất chưa? Một trụ to bự như này nhá. Có giá là 550.000 cho mã số 6 nhá. 550.000 mã số 6. Rất là VIP luôn. Đấy các bác nhá, một trụ to nha. Đấy, về các bác cứ treo lên trong tưới bình thường thôi. 550.000 cho mã số 6 nha các bác nhá. Mã số 7 này các bác này. Đấy, một giò nghệ tâm nhá, có giá 120.000 nhá. 120.000 cho hoàng thảo nghệ tâm này nhá các bác nhá. Giò hoàng thảo nghệ tâm mã số 7. Mã số 8 này các bác này, một giò kim điệp xuân này, hoa vàng rực nhá. Có giá là 180.000 nhá. 180.000 cho cái giò hoàng thảo nghệ tâm như này, à cho cái giò kim điệp xuân như này nhá. Nở hoa thì hoa nó chùm chùm vàng rực rỡ luôn, đẹp long lanh nha các bác nhá, cho mã số 8. Mã số 9 này các bác này, một giò gà này, đẹp chưa? Thân mập ú nhá. Đấy, toàn thân hoa nhá các bác nhá. Những cái thân dài em cắt đi hết rồi. Đây còn toàn thân hoa nhá. Mã số 8 nha các bác nhá. Số 8 hay số 9 nhỉ? 9. Mã số 9 nha các bác nhá. Có giá là 500.000. Cho cái giò đùi gà tròn như này nhá. Đẹp chưa các bác? Đây, quay sát vào cho các bác nhìn.
Mã số 9 có giá 500.000 nhé. Mã số 10 này các bác này. Một giò hạc vĩ này, thiên cung nữ bố này. Mã số 10 nha các bác nhá. Có giá là 450.000 nhá. 450.000 cho mã số 10 nha các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Mã số 11 này các bác này, một giò kiều vuông này. Một giò kiều vuông này. Có giá là 300.000 nha các bác nhá. Cho mã số 11 nhá. Đấy. Trồng thuần trên một cái cục gỗ như này nhá các bác nhá. Mã số 11 có giá 300.000 nha các bác nhá. Mã số 12 này các bác này, một giò đẹp long lanh như này nhá. Mã số 12 có giá 400.000 nha các bác nhá. 400.000. Cho mã số 12 vẫn là kiểu vuông nha các bác nhá. Đẹp long lanh. 400.000 cho mã số 12. Mã số 13 này các bác này, một giò đuôi chồn đẹp chưa? Đấy, một giò đuôi chồn 2 4 6 cây. Mã số 13 nhá, 250.000 nha các bác nhá. Đẹp long lanh luôn, toàn cây xếp bản lá ngắn thôi nha các bác nhá. Đấy. 250.000 cho mã số 13. Mã số 14 này các bác này. Mã số 14 này, một chậu tam màu sắc 3 cây lá xếp này nhá. Có giá là 150.000 nhá các bác nhá. 150.000. Cái này về các bác chơi tiểu cảnh cũng được này. Về khi nó nở hoa các bác để trên bàn uống nước này. 150.000 nhá cho mã số 14 nhá. Mã số 15 là một siêu phẩm này các bác này. Đuôi chồn nhá. Một siêu phẩm, cái bảng này rất là to luôn nhá. Nặng lắm các bác, cái gỗ này thì cực kỳ bền. Mã số 15 của em có giá là 1.200.000 nhá. 1.200.000. Cho giò số 15 nhá các bác nhá. Đây là siêu phẩm nhá. Lặng lắm các bác nhá. Mã số 16 này các bác này. Một giò tam bảo sắc nữa này. Đấy, một giò tam bảo sắc như này nhá. Có giá 250.000 nhá. Cho mã số 16 nhá. Rất là đẹp luôn. Mã số 17 này các bác này. Một giò kiều vàng nhá. Một giò kiều vàng này có giá 180.000 nhá. Cho mã số 17 nhá các bác nhá. 180.000. Mã số 17 kiều vàng. Mã số 18 này các bác này. Mã số 18 là một giò gà đang nụ như này nhá các bác nhá. Nụ này nụ kích nhá, nó có 6 thân đang nụ nhá. Đây nụ đây các bác này. Nụ này là nụ kích nhá. Đấy, có giá là 500.000 nhá các bác nhá. 6 thân đang nụ nhá. Có giá 500.000. Tiếp theo mã số 17 tam bảo sắc này các bác này. Mã số 17 tam bảo sắc này. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây xếp rụt nhá. 200.000 nhá các bác nhá. Mã số 17 200.000. Mã số 18 đuôi chồn này các bác này, 4 cây này. Đẹp long lanh nhá. Có giá là 280.000 cho mã số 18 nha các bác nhá. 280.000 mã số 18. Mã số 19 là một siêu phẩm này, tam bảo sắc này các bác này. Cái này nó dài khoảng tầm 1,5 m nha các bác nhá. Một siêu phẩm nhá, mã số 19 nhá. Mã số 19 có giá 1.300.000 nha các bác nhá. Đây này. Các bác này. Treo lên cho các bác nhìn này. Nó dài như này nhá. Dài khoảng 1,5 m nhá. 1.300.000 cho mã số 19 nhá.
Mã số 20 này các bác này. Một giò đuôi chồn này, 2468 cây này. Có giá 300.000 cho mã số 20 nhá các bác nhá. 300.000 cho mã số 20. Đang nhạt. Tiếp theo các bác này, mã số 21 này. Mã số 21 đây là một giò kiều siêu tím này các bác này, nó đang có một cái nụ này. Đang có một cái nụ tím ngắt đây này các bác này. Mã số 21 nha các bác nhá. Có giá là 450.000 đồng. 450.000 đồng. Đấy, nó có một cái thân này nó nặng, nó hơi bị gập một chút này, về các bác dựng lên này. Đấy. 450.000 đồng nha các bác nhá. Cho mã số 21 kiều siêu tím. Mã số 22 này, một chậu kiều trắng rất là to này các bác này. Rất là nhiều thân lá mít nha các bác nhá. Mã số 22 nhá. Có giá 300.000 đồng. Rất nhiều thân luôn. Kiều trắng nha các bác nhá. Có giá 300.000 đồng. Mã số 22. Mầm gốc vẫn còn đang lên đấy các bác. Đây này em thấy có một cái nó đã thò ra này. Đấy, một cái nó đã thò ra này. Mã số 22 300.000 đồng, kiều trắng nha các bác nhá. Mã số 23 này, cũng là một chậu kiều trắng lá mít này các bác này. Đây này. Đấy. Cũng có giá 300.000 nha các bác nhá. Mã số 23. Cũng có giá 300.000, kiều trắng lá mít nha các bác nhá. Những chậu kiều này về các bác thay chậu cho em cũng được. Vì nó vừa thắt ngọn xong nó đang đẻ rất nhiều. Mã số 24 này các bác này, một giò kiều vàng này. Một giò kiều vàng này. Ghép lũa này. Đấy. Một giò kiều vàng như này nha các bác nhá. Có giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng nha các bác nhá. Kiều vàng. Mã số 25 này các bác này, một giò tam bảo sắc này. Cũng có giá 250.000 đồng nhé các bác nhé. Giò tam bảo sắc như này. Mã số 25 cũng 250.000 đồng. Mã số 26 này các bác này, tam bảo sắc này, 380.000 nhé các bác nhé. Mã số 26 380.000 đồng. Đấy, một giò tam bảo sắc như này nha các bác nhá. Mã số 27 này các bác này. Mã số 27 là một giò sơn thủy tiên này, hàng bi trứng này các bác này. Cái dòng này thì nó là như viên bi viên trứng ấy các bác ạ, nhưng mà hoa rực rỡ luôn nhá. Đấy, hoa này. Đấy, rất nhiều vài nụ hoa năm trước này các bác nhé, chứ không phải là nó nhỏ này là nó không có hoa đâu. Đấy. 380.000 đồng nha các bác nhé. Sơn thủy tiên nha các bác nhé. Tiếp theo này các bác này, mã số 27 này. Mã số 27 này. Đây là một giò đen rô đỏ nhá. Có giá 300.000 nha các bác nhá. Mã số 27 đen rô đỏ nhá. Có giá 300.000. Đấy, đỏ chót nha các bác nhá. Bác nào mà chưa có mặt hoa thì kết nối Zalo với em nhá. Em gửi cho các bác mặt hoa nhìn đẳng cấp hơn cả đùi gà tròn nhá các bác nhá. Riêng cái dòng này nhá. Mã số 27 300.000. Mã số 28 này các bác này. Một giò cáo này, 3 cây này, nguyên bản nhá. Có giá 200.000 nha các bác nhá. 200.000. Mã số 28. 200.000, cáo nguyên bản. Mã số 29 này các bác này, một giò trầm này. Đấy, một giò trầm tím này rất là thơm luôn nhá. Có giá 200.000. 200.000 nha các bác nhá. Đấy, trầm tím.
mã 29 này các bạn này. Mã 29 này cũng là một giò trầm nhá, cũng 200.000 nhá. Cũng 200.000 các bạn nhá. Nó có 6 thân thôi, cái này nó có 6 thân thôi nhá. Đấy, cũng 200.000. Mã số 30 này các bác này. Mã số 30 một giò long thu xuân rất là to này. Có giá 300.000 nhé các bác nhé. Mã số 30 long thu xuân cũng có giá 300.000. Rất là to nhé, giò long thu xuân rất là to các bác nhé. Mã số 31 này các bác này, cũng là một giò long tu xuân này. Cái này thì dài khoảng tầm 6-70 cm nhé. Có giá 550.000 nhé các bác nhé. 550.000 một cái bảng long tu xuân như này. Mã số 31 nhé các bác nhé. Mã số 32 này các bác này, một bảng Hà Quỹ Thiên Cung Lữ Bố này. Có giá là 350.000 nha các bác nhá. Hà Quỹ Thiên Cung Lữ Bố có giá 350.000 cái bảng như này. Tiếp theo này các bác này, một giò kiều vuông Lộc Bắc này. Kiều vuông Lộc Bắc này, các bác nhìn thân thủ quá không, 250.000 nha các bác nhá. Mầm gốc nó vừa lên xong nó đã dài gần bằng con mẹ rồi. Cái này thì các bác cứ yên tâm, nó đẻ liên tục luôn. 250.000 nhá cho cái giò kiều vuông Lộc Bắc này nhá. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay, mong các bác ủng hộ nhá. Em xin chào các bác.